có bao giờ bạn tự hỏi liệu rằng kiếp sau có thật hay không? Câu trả lời là có thể có, nhưng cũng có khả năng cao là không có cái gì gọi là kiếp sau cả. Có thể đây sẽ là cơ hội duy nhất mà chúng ta sống trong hình hài của một con khỉ biết nói và trong cái khoảng không vô tận được gọi là vũ trụ, vào đúng thời điểm đẹp nhất của lịch sử, khi mà chúng ta đang là giống loài thông minh nhất hành tinh. Hàng ngày được trải nghiệm những thứ phép thuật kỳ diệu mà chúng ta đã tạo ra, như Internet, máy bay, điện thoại thông minh và cũng dễ dàng truy cập vào toàn bộ kho tàng kiến thức của loài người, chỉ bằng những cái chạm trên đầu ngón tay. Có thể nói rằng cơ hội mà chúng ta được ở đây, ngay lúc này, còn hơn cả một phép màu. Vậy nên, chúng ta không thể nào tiêu tốn thời gian để khổ sở và lo lắng rằng người khác đang nghĩ gì về mình. Hay vào đó, chúng ta hãy sống, trải nghiệm và làm bất cứ thứ gì mình thích trong khoảng thời gian nắng ngủi được sở hữu ý thức và thân thể của sinh vật hoàn mỹ này hãy sống như thể ngày mai bạn sẽ chết vậy. Bạn muốn tương lai sẽ trở thành người như thế nào? Bạn muốn cuộc sống mai này của mình sẽ ra sao? Ngôi nhà bạn muốn ở sau này trông tuyệt vời chứ? Hãy tưởng tượng đi, hãy mong muốn đi, hãy ao út đi, hãy làm đi. Nếu như ngay cả việc tưởng tượng đến tương lai của mình mà bạn còn không làm được hay không muốn làm vì lời biến, thì thật xin lỗi, nhưng tôi phải nói rằng bạn sẽ chẳng làm được trò chống gì cả. Không, bạn không thể thờ ơ với cuộc sống của chính mình như vậy. Rất nhiều người trong chúng ta vẫn luôn tin vào số phận và cho rằng mọi thứ trên đời này đều đã được sắp đặt, đều đã được an bài và ta không có cách nào để thay đổi. Theo tôi, con người hoàn toàn có thể tạo nên cuộc sống mà ta mong muốn theo cách chủ động, chứ không hoàn toàn bị động như mọi người vẫn nghĩ. Người thất bại thường đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh và số phận thường bị đem ra đổ lỗi nhiều nhất. Thực chất, Điều này chỉ để thanh minh cho sự yếu kém và hèn nhát của bản thân bạn mà thôi. Bạn nên lựa chọn nguyên tắc sống đúng đắn để làm trọng tâm cuộc sống của mình, vì không ai làm những điều đúng đắn mà lại phải hối hận hay dằn vặt cả. Những nguyên tắc sống đúng đắn giống như ngọn hải đăng soi chiếu con đường bạn đi, dù là trong công việc, cách đối nhân xử thế hay ứng xử tình cảm, gia đình. Chúng dẫn bạn đi đúng hướng, không lầm đường lạc lối và đi tới đích đến mong muốn hãy đặt nguyên tắc sống cho cuộc đời bà, sự nghiệp, tình yêu, gia đình, con cái, bạn bè, và tuân theo đúng. Dùng nó như kim chỉ nam soi lối mọi hành động và quyết định của bạn. Bà. bà cũng có thể thay đổi các nguyên tắc phù hợp với từng tình huống, không nhất thiết. Một nguyên tắc phải được duy trì mãi mãi. Ví dụ hôm nay nguyên tắc của bạn là không tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân. Thì ngày mai, bạn có thể sẽ đổi thành không tin những lời người khác nói nhưng đặt niềm tin vào việc họ làm